xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Tới các bạn, trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những sản phẩm cực kỳ hot đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Đó là sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc. Vậy tại sao Kiều Anh lại nói sản phẩm này đang trở thành một trong những sản phẩm cực kỳ hot? Là bởi như các bạn đã biết, hiện tại thì tình trạng không khí tại Việt Nam, nhất là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đang đạt mức ô nhiễm báo động đỏ nhất nhì trên toàn thế giới. Tất nhiên là với tình trạng ô nhiễm như thế này thì khi ra đường chúng ta cũng rất là lo lắng, đúng không ạ? Bởi với tình trạng bụi mịn như hiện nay thì việc hệ hô hấp của chúng ta bị ảnh hưởng cũng như là mắc các bệnh về đường hô hấp thì tất nhiên là không tránh khỏi rồi. Thế nên là nhiều người, nhất là các bậc phụ huynh, lựa chọn các loại khẩu trang cực kỳ dày hoặc là những loại khẩu trang y tế để bảo vệ đường hô hấp cho con em của mình. Tuy nhiên trên thực tế thì chưa chắc rằng những loại khẩu trang hiện tại bạn đang sử dụng đã là tốt. Vậy nên thì với tình trạng như thế này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời sản phẩm khẩu trang phòng chống bụi mịn KF94 này. Vậy tại sao Kiều Anh lại nói sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đang trở nên hot như vậy? Là bởi sản phẩm này thì được thiết kế với màng lọc tối đa, màng lọc cao cấp có khả năng lọc lên đến 95% bụi mịn. Nghĩa là với khả năng thế này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm khi ra đường thì chúng ta sẽ không phải lo sẽ phải hít phải bụi mịn hay là ảnh hưởng đến hệ hô hấp của mình. Thứ hai, đối với những khách hàng mà chúng ta bị cận và phải thường xuyên đeo kính, khi ra ngoài đường đeo với cái khẩu trang như thế này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm, bởi sản phẩm này được thiết kế là thoát hơi ra ngoài, không gây bốc hơi lên kính khiến cho kính bị mờ. Thứ ba, sản phẩm được thiết kế với form dáng 3D, khiến cho lớp trang điểm ở môi của chúng ta thì sẽ không bị dính vào khẩu trang, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng. Thứ tư, với chất liệu của khẩu trang chống bụi mịn này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm. Khi sử dụng thì chúng ta không phải lo là khi đeo khẩu trang sẽ bị nổi mụn, bởi sản phẩm này không chỉ là hỗ trợ chúng ta là lọc không khí cũng như là phòng chống bụi mịn, mà khi đeo thì nó còn hỗ trợ chúng ta là chống tia UV từ mặt trời, cũng như là bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại như là bụi, nám hay là ánh nắng mặt trời. Như vậy thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn này khi đi ra ngoài đường rồi. Đặc biệt, sản phẩm này thì còn có thiết kế cho trẻ em dưới 4 tuổi. Thế nên là các bạn có thể là sử dụng sản phẩm khẩu trang này cho con em của mình để có thể là bảo vệ đường hô hấp, tránh phải một số căn bệnh như là viêm phổi hay là viêm phế quản. Đặc biệt với mức độ ô nhiễm đáng báo động như hiện nay thì tình trạng mắc các bệnh về đường hô hấp thì cũng được đẩy lên cao. Chính vì vậy, nếu như các bạn không muốn bản thân mình cũng như là người thân mình mắc các bệnh về đường hô hấp cũng như là ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình thì hãy ngay lập tức sử dụng sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc này. Ngoài ra thì nếu như các bạn còn chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là mua được hàng chính hãng bảo vệ cơ thể của mình một cách tối đa nhất thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904-363-985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích về khẩu trang chống bụi mịn KF94 này. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.